Mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình làm cái clip này tại nhà của Thanh Triệu ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Về những cây kiểng tại đây cho quý vị và các bạn có nhu cầu giao lưu. Rồi Triệu ơi. Hello, chào các cô chú anh chị. Hôm nay Triệu có về mười mấy cây, 15, 16 cây gì đó. Gồm có mỹ hồng và trang pháp và đỏ lá nhỏ thành với vàng lá nhỏ để giao lưu với các cô chú anh chị. Đây là cây mỹ hồng đầu tiên đó, cây mỹ hồng tàn rất là đẹp nha, này là mới búng về hôm qua đó. Xin chào các cô chú anh chị, đây để chị đo thông số cái cây đầu tiên cho các cô chú anh chị đều xem nha. Đây rồi, quay vòng đi, quay vòng cho các cô chú anh chị đều biết nha. Đây cây số 1 đầu tiên là mỹ hồng đó, cây khủng nhưng mà giá lại mềm. Giá mềm. Rồi giá mềm nha. Đây. Rồi. Để chị đo thông số chiều cao nha. Cao ngang. Cao lên là cỡ 2 mét. Rồi. Cao lên là 2 mét nha. Cao 2 mét. Lá ngang là cỡ 2 mét luôn. Rồi ngang 2 mét luôn. Ngang 2 mét luôn. Cái này là nguyên một củ liền luôn nha các cô chú chị mình ha. Khoan để coi rồi, nhánh chi cành đường sao đây. Đây chi cành đều là bự nha. Nụ nhiều nè. Nụ nhiều cho các cô chú chị mình ha. Đây, cây đầu tiên. Đây, đây là liền một củ luôn nha các cô chú chị mình ha. Đế rất là bự luôn nhưng mà chúng em không moi ra. Sợ mờ si cây. Đây. Cái củ rất là bự luôn, để quay một vòng cho các cô chú chị đều xem nha. Đây. Củ rất là bự. Đây. Rồi. Cái này rồi để quay để vòng bên đây nó đi rồi đo cái củ cho. Rồi qua đây cho nó đây, sáng. Qua đây cho nó sáng này ha. Đây. Đây, củ hoành là 38 yếu, tính 37 thôi. Rồi. 38 nè, mà hơi yếu nè nha, tính 37. Đây. Thằng chín. Thằng chín nó đi ra lấy thằng này đi ha. Thằng này đi anh đây. Đây thằng này đi. Thằng này là 15. Thằng giữa thấy bự hơn hả? Đây để đo luôn thử coi. Đây. Thằng giữ cũng là 15 luôn. Rồi. Đây. Đây, cây đế đều nha các chú chị mình ha, nhưng mà chúng em không moi ra nha. Đó, chúng em không moi ra. Đó. Đây cái này đây, nó hơi dập chỗ này mà nó liền rồi nha, kéo ra liền rồi nha các chú chị mình ha. Đây. Đây. Rồi, cây này là có giá là 15 triệu. Bao ship 200 km. 15 triệu bao ship 200 km cho các chú chị mình nha. Đây 15 200 triệu. Mà hả? 15 triệu bao ship 200 km anh ơi. Rồi. Đó. Nếu mà toàn quốc thì giá cả thương lượng là chút đỉnh thôi. Rồi. Đó, nếu mà toàn quốc thì mình thêm giá chút cả đỉnh phí thôi ha. Chút đỉnh thôi nha. Rồi. Đó. Nếu mà các anh chị nào mà muốn em ship toàn quốc á thì giá cả mình thương lượng lại chút đỉnh thôi nha. Đó, rồi cái này xuống đi. Đây, đây là cây số 2. Cũng là mỹ hồng cũng luôn. Đây cây này đế rất là đẹp luôn nha các anh chị mình ha. Đế rất là đẹp. Đây, để giao lưu với các chú chị mình ha, cái lô mỹ hồng này rất là già cây. Cây này cao lên là khoảng cỡ 1m8. Tán ngang là 1m5. Cây là rất già cây, mà giá thì lại mềm. Đó, để giao lưu với các chú chị mình ha. Đó, cây là rất già cây nha. Đây, cái bông nó đâu rồi, bông bự lắm nha. Bông bự mà bông đẹp luôn nha, các chú chị mình ha. Đây, đây các chú chị mình xem những cái bông nha. Đây, đó thấy không? Bông là bự bằng cái chén không bằng lên không nha. Đây cây là một cốt rất là lực luôn. Đó, cây một cốt rất là lực. Chỗ này nó bị cái thẹo tét nha các chú chị mình ha. Nó tét chỗ này nhưng mà các chú chị mình cứ gịch sát vô như gì thì sẽ ok ha. Nhưng mà chúng em này chúng em bán thì chúng em sẽ nói cho các chú chị mình đều biết. Đó là nó bị tét chỗ này. Đó khi mà các chú chị mình về á gịch sát vô. Đó gịch sát vô luôn, cột dây gịch sát vô thân mẹ nó luôn. Đây để em đo vòng hoành này thử coi nha. Đây, hoành này là 28. 28 rưỡi mà tính 28 thôi. Đó. Đế là đẹp đều bốn mặt luôn nha các chú chị mình ha. Đó, có sao là chúng em nói như vậy nha. Đó cây này là rất là già cây. Chính nó đo không? Thằng xéo đó. Thằng chính này ha anh. Thằng bên đây nè. Bên đây ha. Đây đo thằng bự này đi. Thằng bự này là 24 rưỡi mà tính 24 thôi. 24 rưỡi mà tính 24 thôi nha. Đó. Đây. Cây này để giao lưu với các cô chú anh chị mình là 6 triệu rưỡi.
đó, 6,5 triệu bao ship 300 km, đó bao ship 300 km cho các anh chị mình luôn nha. Cây này rất là già cây luôn nha, đó 6,5 triệu bao ship 300 km luôn. Cây số 2, cây số 2. Số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thế Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, hôm nay có mấy cây mỹ thần rất là đẹp luôn. Rồi qua luôn đi, lỡ nước rồi, nước qua luôn. Đây, đây là cây số 3. Cây số 3 có một bộ đế thú rất là đẹp luôn. Đó, mỹ hồng mà kiếm đế kiểu này là khó lắm nha. Đó, bảo đảm với các anh chị mình luôn nha. Bao sống tốt khỏe bình thường, cây này chúng em búng được 4 ngày rồi, hôm nay đã tỉnh rồi nha. Đó, hôm nay đã tỉnh rồi, chúng em đã búng 4 ngày. Đó, cây rất là đẹp luôn. Cây này cao lên cỡ 2 mét. Tàn này tàn dù rất là đẹp nha. Tán ngang là khoảng cỡ 1m8. Đây, tàn dù rất là đẹp, cây là một cốt luôn. Có một bộ đế rất là khủng. Đây, mà giá thì rất là mềm luôn nha, để giao lưu với các chú anh chị mình ha. Đây, các chú anh chị mình xem hai cái giò trước nè. Đây, hai giò trước. Đây là cái giò phụ. Đây, hai giò trước. Đây, đây là hai cái giò sau cho một cái bệ đế nè các chú anh chị mình ha. Còn đế dữ lắm luôn nha. Cây bao sống tốt khỏe nè. Đó, cây đế khủng lắc luôn. Đó, lắc rất là tốt nha. Đây các chú anh chị mình xem thử một vòng nha. Đó, cây là một cốt. Cây rất là bự. Cây này các chú anh chị mình cắt bonsai cũng rất là đẹp luôn. Đây, để đo thử cây chăng chỗ chỗ nhỏ này đi. Chỗ nhỏ này là 27. Ha, 27 nha. Để đo tổng cái cũ này thử coi nha. Tổng cái cũ này đo chỗ này là 45. Đó, để giao lưu với các chú anh chị mình ha. Đó, nó lên 3 tược rất là đẹp luôn, cây tàn dù. Đây các chú chị mình yên tâm, bầu rất là cứng. Đó, kiếm một cây mỹ hồng mà đế khủng kiểu này rất là khó luôn nha. Rồi, giá đây, luôn. Giá cây này là 11 triệu bao ship 300 km cho các chú chị mình nha. 11 triệu bao ship 300 km. Rồi. Đó, để giao lưu với các chú chị mình ha. 11 triệu bao ship 300 km luôn, cây số 3. Đây. Rồi, luôn. Đây, cây số 4 mini nha. Cây số 4, cây chăn đỏ. Lấy cái miếng lá chung. Gặp đây. Đây, cây chăn đỏ lá chung. Đây, cây số 4 là chăn đỏ lá chung. Cây này đã tỉnh rồi nha các chú chị mình ha, bông rất là đẹp luôn. Đây, để đo chiều cao luôn nha. Chiều cao lên là 1 mét. 100 đó, chiều cao là 100. Tán ngang là 115. Tán ngang là 115, cái này là bụi nha. Bụi này một nhánh của nó là khoảng cỡ 7, 8, 9 rồi nha. Đó, một nhánh là 7, 8, 9 thôi, để tổng bụi nó luôn thử coi là bao nhiêu nha. Đây, cây này nó già dữ lắm luôn rồi. Tổng bụi của nó là 91. 91 nha. Cây nhỏ nhưng mà nó rất là già cây. Trang đỏ lá chung. Đó, trang đỏ lá chung. Vừa búng đột non ra rất là đẹp luôn. Đó, cái này mà hả chừng 2 tháng nữa thôi là nó búng đầu non đều, là nó ra bông gỗ một cái là như cái mâm xôi luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, rồi, giá có luôn. Giá là 1,8 triệu bao ship toàn quốc. 1,8 triệu bao ship toàn quốc nha. 1,8 triệu để giao lưu với các chú chị mình thôi, để bao ship toàn quốc luôn. Đó, 1,8 triệu thôi nha. Cây rất là đẹp luôn, nói không. Rồi, lên luôn. Ê, cây này chúng em bưng bầu rất là bự luôn nha. Được chưa? Chị bên đây kìa. Bên đây nè. Bên đây nè. Đây, đẩy vô. Trang vàng lá chung. Đây là vàng Pháp. Ủa lắm, vàng Pháp. Pháp nha, cái này là vàng Pháp nha các chú chị mình ha. Vàng Pháp tàn tròn như cái nón luôn. Còn cái bông rồi. Đây. Cái này chúng em mới bứng về luôn nha, mới bứng về để giao lưu với các chú chị mình luôn. Xỉu rồi. Vàng Pháp nó hơi xuống bông chút xíu thôi bông. Đó, cái này mình bỏ bông đợt này, đợt sau mình lấy lên chừng 2-3 bữa là tỉnh lên hà anh ơi. Cái này cũng dễ lắm, 2-3 bữa là tỉnh lên liền hà. Nụ non lại mới bứng thôi, nụ non không à. Cao lên là 150. Tán ngang là 170. Rồi, tán ngang là 170, cây trời rất là đẹp luôn. Phải vàng Pháp đầy đủ nha. Phải cành dày đặc. Đây, cành là dày đặc luôn nè các chú chị mình nè. Đó, cành rất là dày. Cây là rất là già luôn. Đây, để em đo tổng hoành nó thử cái nha. Để cho các chú chị mình đều xem nha.
Tổng hoành nhiêu ạ? 72. Tổng hoành là 72. Đây. Cây này nó có hai bệ nha, nó rất là đẹp luôn. Đây để quay một vòng để đo cái thân chính cho các chú anh chị mình đều biết nha. Đây. Đây để đo thân chính nó thứ rồi nha. Đây cái cốt chính của nó đây là nằm bên này. Đó, bên kia là tại người ta chặt quá trời luôn rồi. Đây, cái cốt chính của nó là 23. Rồi. Đây 23. Cái này là vàng Pháp nha, rất là đẹp luôn. Tách đó. Cái này tách thì nếu mà nhà tách thì cũng vẫn được. Tách ra không vẫn được, nhưng mà tàn thì nó không có tròn nha, tách ra là không có tròn tàn nha. Rồi. Để nguyên một bệ vậy là tròn tàn. Có giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu. 4,5 triệu bao ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn. 4,5 triệu nha. 4,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, để giao lưu với các anh chị mình ha. Đó, em có cái lô cây này rất là dễ chơi luôn nha. Giá thì lại mềm luôn. Đây cũng là vàng lá chung luôn nha. À, vàng Pháp chứ quên, xin lỗi. Đây là cái vàng Pháp. Bụi nha, bụi vàng Pháp. Đó, mini rất là đẹp luôn. Đây, cao lên là 1m6. Đáng ngang là 1m4. Rồi, coi cái bông cái coi. Đây, một bụi vàng Pháp. Bông đây. Đây, cây này là em bứng hôm qua nè. Đó, hôm qua là bữa nay tỉnh rồi nè. Còn cây kia là mới bứng về là quay để giao lưu cho các chú chị mình luôn. Đó, mới bứng về là quay lên là để giao lưu cho các chú chị mình luôn nha. Còn cái này bứng hôm qua là nó tỉnh rồi. Cái này là chung một củ luôn nha. Chung một bụi luôn. 43. Đó, tổng bụi này 43. Cây bự nhất là cũng là cỡ 10 với 11 với 9 rồi nha, trở lại hả nha. Cái này cứ 11 với 19 trở lại thôi. Đó, để giao lưu với các chú chị mình. Ha, bụi này là 2 triệu. Đó, 2 triệu nha. 2 triệu bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. 2 triệu nha. Đó, 2 triệu để giao lưu với các chú chị mình thôi. Đây, cái đây là cây Mỹ Hồng nha các chú chị mình ha. Đây cũng là bụi luôn. Mỹ Hồng cây này rất là già cây. Đó, nhưng mà bà chủ nhà bà chặt đọt ngang hết trơn rồi, bà để bà lấy mâm xôi nè, bà lấy tàn mâm xôi nè. Wow. Bà chặt ngang hết trơn luôn, cây số 7, đây là Mỹ Hồng, chung một cốt, chung một củ nha, chung một củ nhưng mà 4 thân. Đây, đem đo chiều cao luôn, cao lên là 110, tán ngang là 100. Đây, 4 cốt mà chung một bụi. Rất là đẹp luôn, nhưng mà em không môi ra. Tại bà mới chặt tàn môi ra sợ nó si cây. Đây, tổng hoành là 34. Rồi. Tổng là 34 nha. Đó, để đo cốt chính này thử coi nha. Thử cái này thử coi, một người một thằng thôi. Đây, 13 hơi yếu một chút. Rồi. Đó, tính 12 thôi, 13 hơi yếu một chút luôn. Đây, cũng có giá là 2,3 triệu. Bao ship toàn quốc luôn, 2,3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, để giao lưu với các chú anh chị mình ha. Đó, Mỹ Hồng nha. Đây, cây số 8 cũng là Mỹ Hồng luôn. Mỹ Hồng luôn nha, cũng một bụi luôn nha. Cái này là một bụi bảo đảm với các chú anh chị mình luôn nha. Đó, cái này bà chặt ngang để bà lấy bông mâm xôi nha. Cái này cao lên là 115. Tán ngang là 105. Đây cũng là một bụi rất là đẹp luôn. Nó gom một củ một hàng nha các chú chị mình ha, nó liền luôn rồi nè. Đó, cây này nó già cây lắm rồi nha. Đây, để em đo thử một hoành nó thử cho các chú chị đều biết nha. Đây, hoành là 31. Rồi. 31 nha, hoành cũ là 31 nha. Đó, cây rất là đẹp, chúng em không môi ra sợ là cái đế nha. Đây, bảo đảm cây sống tốt khỏe bình thường, đảm bảo 100%. Đó, có giá là 2,6 triệu bao ship toàn quốc. Đó, cây này bự hơn nha, 2,6 triệu bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hòa, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây cũng là Mỹ Hồng luôn. Mỹ Hồng này 3 cây mà chung một gốc mà là ra 3 thân nha. Cao lên là 100. Tán ngang là 100 luôn. Đây, tán ngang là 100 luôn. Đó, một gốc mà lên 3 thân tam tài luôn nha. Đây, để em đo thử cái gốc nó thử coi nha. Đây, gốc đó là 31. Rồi. Đo thử một thân này thử coi nha. Đây là chung một ấy không nha. Hoành là 15. Cái này hoành 15 nha. Đây,
Đây có giá là 2,4 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, để giao lưu với các cô chú anh chị mình luôn. Đó, Mỹ Hồng nha. Đây Mỹ Hồng chứ em đã hết. Bây giờ tới trang đỏ nha. Đỏ đỏ lá chung, đỏ lá nhỏ nha. Rồi xin qua đây xin ơi. Cái bầu này chúng em bứng rất là bự luôn. Đó, 4 người ginh là hơi bị mệt luôn đó nha. Đây chim lên cái ơi. Đây, cây này nó rất là già cây luôn. Đây, trang đỏ lá nhỏ vàng xương rất là đẹp, tàn tròn đều luôn. Đây, tàn tròn đều, chúng em bứng cái bầu nó hơi nghiêng. Đó, bởi vì tàn nó hơi nghiêng. Đó, chứ cây này là rất là tàn, rất là đẹp, rất là ok. Cao lên là 170. Tán ngang của nó là cỡ 170 luôn đó. Tán ngang là 170 luôn. Trang đỏ mà kiếm một bộ đế như vậy rất là khó luôn nha các chú chị mình ha. Đây, hai cây này là chung một củ nha. Một cây nó lên thôi nha nha, nhưng mà tại vì ông chặt ngang. Còn cây bên đây thì đã chặt bỏ rồi, nó chung hết nha. Cái này là chung một góc nha các chú chị mình ha. Đây là nó hai tầng đế, đây là tầng đế trên nè. Còn tầng đế dưới nữa nha. Đây, để em đo hoành nó thử cho các chú chị đều biết nha. Đây, đây hoành là 31. Rồi, 31 rưỡi mà tính 31 thôi. Rồi, đây nào đo thân được không? Này là hai thân này nó dính liền khúc này rồi. Đo đại chỗ cái khe đó. Bây giờ mình đo đại khúc con này đi ha. Ừ. Sọt ngang cái khe này đi. Cho dưới này nó liền rồi 15. 15. 15 rưỡi mà tính 15 thôi. Rồi. Đây một thân nào cũng vậy luôn nha, thân nào cũng 15 á. Hết trơn luôn nha. Để coi phải không? 15. Đúng rồi, 15 luôn, hai thân. Quay. Đây. Đó, cây rất là bự luôn chứ em chưa moi ra luôn nè. Đó, vàng xương nó rất là khủng luôn nha các chú chị mình ha. Vàng xương đều luôn đó, đều đẹp luôn. Đó, quay ngược lên ánh nắng mà vẫn không thấy luôn nha. Rất là dày luôn. Đó. Rồi. Có giá là 8 triệu bao ship. À, 300 km cho các chú chị mình luôn nha. 8 triệu bao ship 300 km luôn. Đó, cây này là chúng em mới chỉa xương xương thôi. Đó. Ra một cơ đọt thôi đó, bắt đầu là bung đọt là xài Tết luôn nha các chú chị mình ha. Đó. Để giao lưu với các chú chị mình ha. Đó, chúng em bứng cái bầu cây rất là bự, bảo đảm cây sống tốt khỏe bình thường. Đó. Đây. Đây là cây số 11, cái này là phôi trang đỏ. Cái này là phôi nha. Phôi trang đỏ nha, trang đỏ lá nhỏ thôi. Đó. Có giá rất là mềm để giao lưu với các chú chị mình luôn. Cao lên là 70. Rồi. Đây cao lên là 70 nha. Đây là cái phôi trang đỏ rất là đẹp luôn. Đây để em đo hoành hoành nó thử rồi nha. Đây, 4 cây mà chung một củ. 33. Rồi. Đây để em đo thử cái thân này thử rồi nha. Đây đại đi hai thân này nè, cũng ngang ngang nhau đo luôn. Đây, thân này là 13. Đây. Thân này cũng là 13 luôn. Đây. Để giao lưu với các cô chú anh chị mình ha. Cái này trang đỏ lá nhỏ có giá là 1,8 triệu bao ship toàn quốc. 1,8 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thế Hòa, quận Môn, phố Cần Thơ. Đây, đây là phôi nguyệt quế lá nhỏ bông chùm. Đây, nguyệt quế lá nhỏ bông chùm luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Đây, cây rất là già cây. À, này tỉa bonsai lại rất là đẹp luôn nha. Này để em tỉa sơ sơ cho các chú chị mình thôi. Đây nguyệt quế lá nhỏ bông chùm nha. Vàng đế chúng em moi một nửa thôi, còn bên đây là em không moi ra luôn. Đó, để giao lưu với các chú chị mình ha. Đây. Rồi. Để em đo thông số cho các chú chị mình thì biết luôn. Hoành là 52 mà hơi yếu, tính 51 thôi. Rồi, 52 mà hơi yếu một chút nha. Đây. Này làm cắt trừ hao cho các chú anh chị mình về cắt xài lợi. Cao là 110. Cao là 110. Đây. Có giá là 3,2 triệu bao ship toàn quốc. 3,2 triệu. 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn nha. Đó, cây số 12. Nguyệt quế. Đó, lá nhỏ bông chùm. Số điện thoại của em là 0898
0977746 em tên Triệu ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Môn, phố Cần Thơ. Đây, đây là cây trang vàng lá nhỏ, bông rất là bông luôn nha. Đó, lô này là chúng em chỉ có 5 cây thôi. Đó, hôm nay là chúng em bứng về có 5 cây thôi nha, để giao lưu với các anh chị mình luôn. Đó, bảo đảm cây sống tốt, khỏe bình thường. Đây, cây số 13, cây trang vàng lá lá nhỏ, bao bông tết luôn, cao lên là 125, tán ngang là 110, bông rất là nhiều, nụ rất là nhiều luôn nha, bao luôn nha, bao bông bao nụ luôn, để xài tết luôn nha. Cây rất là già, nứt nẻ hết trơn luôn nha. Đây, cây rất là già luôn. Đây, hoành là 15, rất là già cây nha, già nứt nẻ hết trơn luôn, nổ da me hết trơn luôn rồi nha. Đây, chúng em không moi ra tại vì lý do là để dành bông tết nha. Đó, cây là một cốt đi thẳng luôn, dáng rất là đẹp luôn. Đó, bảo đảm 100% tết có bông gộ đẹp luôn. Đó, để giao lưu với các cô chú anh chị mình, cây này có giá 3,2 triệu. 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. 3,2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, đây là cây số 14, dáng thông. Cây này là chơi Noel rồi, lấy ra là mình chơi Tết luôn nha. Đó, Noel cũng vẫn có bông, mà Tết cũng vẫn có bông luôn. Dáng thông rất là đẹp, cao lên là 160, tán ngang của nó là 105. Đây, cây nụ dữ lắm, nụ luôn nha. Đó, cây thông Noel luôn. Đó, rất là đẹp. Một cây bông trang mà thành phẩm kiểu này rất là khó nha, tàn dày cui luôn nha. Một cốt luôn, cây là một cốt rất là đẹp luôn nha. Đây, để nó thông số hoành luôn. Hoành là 14 hơi yếu một chút. 14 hơi yếu một chút nha. Đây, cũng giá là 3,2 triệu luôn. Bao ship toàn quốc luôn. 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, 3,2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây, cây thông Noel luôn nha. Đây, cây số 15. Đây, cây số 15. Rồi, để quay một vòng vô hoành luôn anh ơi. Đó, cây này củ nở rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Củ rất là nở luôn. Đó, bộ đế rất là đẹp, chúng em không có dám moi ra tại vì bông nó rất là nhiều. Sợ moi ra rồi cái bắt đầu nó si cây. Hoành là 17. Hoành nha, hoành đo tại vị trí này là 17 nha. Đây, cây một cốt tàn đều đẹp luôn nha. Đó, bông dữ lắm bông luôn. Đó, bông là khỏi chê, cao lên là 140, tán ngang là 120. Tại cái cây chúng em bứng bông nó hơi nghiêng nha, chứ không phải là cây nghiêng nha các chú chị mình ha. Rồi, đây bông em là dữ lắm bông luôn. Đó, chỗ nào cũng có bông hết trơn nha. Đó, cây rất là đẹp luôn, rất là già cây. Đây bông là chùm chùm luôn. Cũng có giá là 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. 3,2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, cây số 15. Đây, đây là cây số 16. Cây số 16 nha các cô chú anh chị mình ha. Đây là cây số 16 nha. Này nó hơi nghiêng, để mình sửa lại chút xíu nha. Tại bứng cái bầu nó hơi nghiêng nha các cô chú anh chị mình ha, chứ không phải là cái cây nó nghiêng nha. Cái này là cao lên là 140 luôn, tán ngang là 110. Đây, nụ dữ lắm nụ luôn nha. Đây, vàng nụ bên đây nè anh ơi. Quá trời nụ luôn. Đó, cây đẹp luôn nha. Đó, các cô chú anh chị mình xem qua giùm em ha. Đây, hoành là 15 hơi yếu một chút. Hoành là 15 hơi yếu một chút nha. Đó, cây là một cốt luôn. Đó, cây rất già, nổ da me hết trơn rồi nha. Đó, rất là già cây, vàng xương rất là đầy đặn luôn. Bảo đảm sống tốt, khỏe bình thường. Đó, cũng có giá là 3,2 triệu luôn, bao ship toàn quốc luôn. 3,2 triệu bao ship toàn quốc. Đó, số điện thoại của em là 0898997764, em tên Triệu. Đây, rồi lấy gặp nha. Đây, đây là cây trang đỏ nha. Cây trang đỏ lá nhỏ, bụi trang đỏ lá nhỏ, số 17. Cây rất là đẹp luôn. Đó, tại vì chúng em bứng nó hơi nghiêng thôi nghe, chứ thật sự cây nó không nghiêng nha. Cao lên là 140, tán ngang là 130. Đó, tán ngang là 130. Đó, đây là một bụi luôn.
có giá thì rất là mềm luôn nha. Đây một bụi luôn nha các chú chị mình ha, nhưng mà chung một gốc nha. À, chúng em không moi ra là tại vì á, là sợ nó moi ra sợ si cây đó. Để cây này là cốt khoảng cỡ 10 hàng ngày các chú chị mình ha. À, cỡ 10 thôi anh ơi. Đó mình khiêm tốn cho các cô chú anh chị mình đi. Đây có giá là 2,7 triệu bao xếp toàn quốc. 2,7 triệu bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. 2,7 triệu bao xếp toàn quốc luôn nha. Rồi. Đó. Đây em chỉ có lô này chỉ có 17 cây để giao luôn với các cô chú anh chị mình thôi. Đó. Thanh Triệu xin cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ Thanh Triệu rất là nhiều. Số điện thoại của em là 0898997764, em tên Triệu. À, trân trọng cảm ơn các quý anh chị mình đã ủng hộ. Rồi, xin mến chào tạm biệt và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại vào clip sau.